Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga khai hỏa tên lửa Iskander, phá hủy sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Kharkiv. Truyền thông Nga vừa công bố video ghi lại khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Iskander đánh trúng sở chỉ huy cấp lữ đoàn của Ukraine ở Kharkiv, khiến ít nhất 50 binh sĩ đối phương thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 5 cho biết, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tập kích sở chỉ huy lữ đoàn tên lửa phòng không 302 của quân đội Ukraine, khiến cơ sở này bị phá hủy hoàn toàn. Lữ đoàn 302 trực thuộc Bộ Chỉ huy Không quân miền đông Ukraine được biên chế các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PT và phụ trách phòng thủ tại tỉnh Kharkiv. Trong video được quân đội Nga công bố, máy bay không người lái UAV liên tục theo dõi mục tiêu. Một vụ nổ bùng lên tạo ra cột khói lớn và nhiều mảnh vàng kèm khói trắng bắn ra xung quanh. Vụ nổ thứ hai xuất hiện ngay sau đó nhưng chưa rõ là nổ thứ cấp hay do Nga sử dụng tên lửa thứ hai để tập kích. Dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy vị trí này nằm gần làng Staraja Vodolaga, phía tây nam thành phố Kharkiv, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 60-70 km. Truyền thông Nga cho biết đây cũng là khu vực được phòng không Ukraine sử dụng để phóng tên lửa Patriot bắn rơi vận tải cơ IL-76 Nga chở tù binh hồi tháng 2. Vụ tập kích của tên lửa Nga còn phá hủy một hệ thống điều khiển chiến đấu tự động, cũng như hệ thống liên lạc vệ tinh toàn cầu Starlink được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Được biết trước đó, truyền thông Nga cũng đưa tin về việc quân đội nước này đã phá hủy một kho chứa xuồng không người lái tự sát của Ukraine ở Nikolaev bằng tên lửa Iskander-M. Iskander-M là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có tính cơ động cao, có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả của quân đội Nga. Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,3 tấn, đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km. Tên lửa được phóng trong vòng 16 phút từ bệ phóng di động sau khi được triển khai hoặc trong vòng ít nhất 4 phút từ một phương tiện ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Ngoài ra, tên lửa thứ hai có thể được phóng trong vòng chưa đầy 1 phút sau khi tên lửa đầu tiên đã rời đi. Bước sang năm chiến sự thứ ba, Nga đã cải thiện khả năng săn tìm và hủy diệt vũ khí chiến lược của Ukraine. Moscow gần đây tăng cường triển khai UAV trinh sát với tính năng tiên tiến, cho phép thu thập và chuyển dữ liệu tốc độ cao đến sở chỉ huy để ra quyết định tấn công chớp nhoáng. Ukraine căng mình giữ Kharkiv. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine cố gắng ổn định tình hình ở tỉnh Kharkiv khi Nga tiếp tục nỗ lực chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở khu vực này, theo tờ Kyiv Independent. Trước đó hôm 10 tháng 5, Nga điều khiển 30.000 quân đánh vào tỉnh Kharkiv, mở thêm mặt trận mới, kéo sự chú ý của Ukraine khỏi chiến trường miền đông. Hiện giao tranh ác liệt đang xảy ra ở thành phố Vovchanh và làng Lipsy cách biên giới Nga 10 km về phía nam và cách Vovchanh khoảng 40 km về phía đông. Ông Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine tiếp tục phòng thủ ở Kharkiv, tiêu diệt quân Nga bằng mọi cách, từ pháo binh, máy bay không người lái UAV đến bộ binh, đồng thời nhấn mạnh nhiều lực lượng đang được triển khai tới tỉnh Kharkiv. Nhà lãnh đạo Ukraine nhắc đến tình hình ở hướng thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk và thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, nói rằng cả hai nơi này vẫn nằm trong số những khu vực nóng nhất của tiền tuyến. Trong ngày 15 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga theo hướng thành phố Vovchanh, tỉnh Kharkiv và đánh bật một phần lực lượng Nga ra khỏi thành phố này, theo Kyiv Independent. Theo bộ này, các hoạt động phòng thủ vẫn tiếp tục ở vùng ngoại ô phía Bắc và Tây Bắc Vovchanh. Tuy vậy, bộ không cung cấp thêm thông tin về tình hình trong thành phố. Bộ này cho biết quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng làng Lipsy. Hiện làng Lipsy và Mala Danilivka, ngôi làng ở ngoại ô Kharkiv, đang phải hứng chịu các cuộc không kích của Nga mỗi ngày. Cũng tại Kharkiv, quân Nga pháo kích vào làng Oleksandrivka và làng Kolitnikivka, làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự và một số người dân bị thương. Ông Zelensky, tình hình Kharkiv khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát. Chiến sự Nga-Ukraine vẫn rất căng thẳng trong bối cảnh các cuộc giao tranh ở tỉnh Kharkiv đang diễn ra vô cùng ác liệt. Ngày 16 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến tiền tuyến tỉnh Kharkiv và nhận được báo cáo từ các chỉ huy quân sự về tình hình chiến trường ở tỉnh này, theo tờ The Kyiv Independent. Ông Zelensky cho biết ông đã nhận được báo cáo chi tiết về tình hình từ Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Syzky,
chỉ huy nhóm tác chiến Kostitsia, ông Yuri Sodol và chỉ huy nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv, ông Mikhailo Drapazi. Tình hình ở Kharkiv nhìn chung đã được kiểm soát, binh sĩ của chúng tôi đang gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn khó khăn, chúng tôi đang tăng cường các đơn vị của mình, ông Zelensky nói. Tổng thống cũng nhận được báo cáo từ người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine về kế hoạch tấn công của phía Nga. Ông Zelensky cho biết Kiev đã lên kế hoạch hành động tiếp theo cho cả chính quyền khu vực Kharkiv và tất cả các cơ cấu an ninh trong khu vực. Ông Zelensky tới Kharkiv trong bối cảnh Nga phát động cuộc tấn công mới vào tỉnh này từ hôm 10 tháng 5 đến nay. Các lực lượng Moscow đã tập trung nỗ lực vào hướng Lipsy và Vovchanh, hai khu định cư cách biên giới vài km về phía nam. Theo thông tin mới nhất, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía bắc Vovchanh. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, ông Zelensky nói rằng một trong những mục tiêu của Nga hiện nay là cơ sở hạ tầng khí đốt ở miền Tây Ukraine. Ông Zelensky cảnh báo thành công của Nga ở đó có thể khiến toàn bộ an ninh năng lượng của châu Âu bị đe dọa, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Tusk cùng nhau tìm cách giải quyết thách thức này. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng toàn bộ chiến trường vẫn đỏ lửa ngày đêm. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục bảo vệ các khu định cư biên giới và nỗ lực ngăn chặn quân Nga tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Theo bộ này, trong ngày 16 tháng 5, hai bên lực lượng đã có 23 cuộc giao tranh. Các lực lượng Nga đã thực hiện 2 cuộc tấn công tên lửa, 4 đòn không kích và 48 lần tấn công quân Ukraine bằng UAV. Phía Nga còn bắn 564 phát đại bác vào các điểm tập kết của các lực lượng Kiev. Một nguồn tin tình báo quân sự chia sẻ với The Kyiv Independent rằng các máy bay không người lái UAV do Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine HUR điều hành đã tấn công các cơ sở của công ty sản xuất vũ khí Basan trong đêm 16 tháng 5. Basan được cho là doanh nghiệp quốc phòng chính sản xuất và cung cấp vũ khí, đạn dược cho lực lượng lục quân, không quân và hải quân Nga, có trụ sở chính tại Moscow. Các cơ sở sản xuất của công ty này đặt ở tỉnh Tula, Nga. Nguồn tin không nêu rõ quy mô hậu quả của cuộc tấn công. Nga nêu tổn thất khủng của Ukraine từ đầu chiến sự. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 5 nêu ước tính rằng quân đội Nga đã phá hủy 600 máy bay chiến đấu và 1.300 hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS của Kiev kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo bộ này, quân Nga đã phá hủy số lượng lớn các khí tài hạng nặng của Ukraine kể từ đầu chiến sự, bao gồm 600 máy bay chiến đấu, 274 máy bay trực thăng, 24.111 UAV, 521 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.053 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.300 MLRS, 9.607 pháo giã chiến và súng cối và 21.753 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt. Về tình hình Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến miền Nam Nga đã thương vong lớn cho quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại tỉnh này. Phía Nga cho biết đã hạ hơn 245 lính Ukraine, cùng nhiều khí tài quan trọng như pháo tự hành Grad Ba Lan sản xuất, pháo tự hành D-30 và hệ thống MLRS BM-21 Grad. Tại mặt trận Donetsk, các lực lượng Nga loại khỏi vòng chiến hơn 1.035 binh sĩ, chủ yếu tại các thành phố chủ lực Avdiivka và các chiến trường Chasovka, Antonovka, cùng nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine trong ngày qua. Các khí tài hạng nặng bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, pháo tự hành Akatsija, pháo M-777 và pháo M-109 Paladin Mỹ sản xuất, khẩu pháo D-20, các kho đạn dược giã chiến. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu MiG-29, 25 UAV, 11 tên lửa và 5 quả bom dẫn đường của Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!